là... Anh tên là gì anh? Tên là Tuấn. Anh làm ở đây lâu chưa ạ? Anh làm ở ga Hà Nội. À thế ạ? Ôi, sao lần này anh lại ra đây ạ? Ra đây đi xe ôm mà kiếm thêm tiền nuôi cháu. Vâng. Anh nghĩ về gì thế nào về cái hoạt động của chúng em ạ? À, tốt quá. Nhưng mà một người không nên là cái gì? Toàn nhiều người. Đúng rồi đấy ạ. Chúng em cũng đang rất là cố gắng để có nhiều người tham gia cùng ạ. Không phải tham gia là một chuyện rồi, ý thức cái quan trọng. Nhất là những người sống xung quanh khu vực nên đấy đúng không ạ? Có hai đứa con ví dụ nó ăn cái gì đi trên đường ấy. Vâng. Nó ăn trên đường, ăn phát là con thì vứt thùng rác, ăn đổ vâng. Xe thùng rác cho nó mất. Để nó quen cái vâng. cái thời nó còn bé. Con bé nhà nó cũng được phỏng vấn về cái này này. À thế ạ. Cháu học trường Láng Thượng này. Lớp cấp 2 cấp 1 ạ? À cấp 1 ạ. Cái câu lạc bộ này của bọn em là có từ các bạn từ lớp 8. Vâng. Nếu như mà bé nhà anh mà chắc anh có gần đây không ạ? Nhà anh cũng gần đây. À thế ạ. Nói chung là thôi thì đầu tiên là cuộc sống thế. Vâng. Đó là cái môi trường của mình nữa. Vâng. Môi trường nhiều người ở Hà Nội, có nhiều người ở các nơi người ta đến thì cũng thu buộc cuộc sống quá. Nhiều khi cũng phải thông cảm người ta. Vâng. Nhưng mà mỗi người có một ý thức thì là tốt. Vâng.